Thưa quý vị, nấm rơm là một trong những loại nấm ăn phổ biến nhất hiện nay. Đáng nói loại nấm này lại rất dễ trồng và mỗi gia đình đều có thể tự trồng tại nhà. Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định rằng nấm rơm là loại đạm thực vật vô cùng cao cấp. Tại sao lại như vậy? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu qua clip ngắn ngay sau đây. Những lợi ích tuyệt vời của nấm rơm: giúp xương chắc khỏe. Nấm rơm chứa nhiều canxi và vitamin D, có lợi cho sự phát triển xương và giảm nguy cơ các vấn đề xương như loãng xương. Phòng ngừa bệnh thiếu máu, nấm rơm cung cấp một hàm lượng chất sắt cần thiết giúp tránh được nguy cơ thiếu máu. Tốt cho tim mạch, trong nấm rơm có chứa kali và đồng, hai khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của hệ mạch máu. Điều này có ý nghĩa trong việc duy trì áp lực máu ổn định và chức năng của hệ tim mạch. Ngoài ra, đồng trong nấm có tính chất chống vi khuẩn, có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây viêm nhiễm các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Hỗ trợ tăng cường cơ thể. Việc tiêu thụ nấm rơm có tác dụng hỗ trợ quá trình phát triển và tăng trưởng của cơ thể nhờ vào hàm lượng protein. Ổn định đường huyết. Nấm rơm có lượng carbon hydrate thấp, điều này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó có thể giúp tăng sản xuất insulin ở mức độ thấp hơn, đóng vai trò quan trọng trong duy trì sự cân bằng đường huyết và ổn định lượng đường trong máu. Ngăn ngừa ung thư. Nấm rơm có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Và tác dụng này đạt được nhờ vào hai thành phần chính là beta-glucan và axit linoleic. Ngoài ra, nấm rơm còn chứa hàm lượng selen lớn, có tác dụng ức chế và làm giảm số lượng tế bào ung thư, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự phát triển của các bệnh ung thư. Vâng ạ, thưa bác sĩ Lâm ạ, qua clip ngắn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là nấm rơm cũng như nhiều loại nấm khác thì có hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, rất là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn gì nhiều thì cũng không tốt. Không biết là bác sĩ nghĩ sao về quan điểm này? Thực ra thì nấm cũng rất là ngon á. Và khi chúng ta nấu các cái lẩu nấm hay là bát canh nấm thì chúng ta thấy ăn cũng rất là ngon, bởi vì nấm nó giàu axit amin và nó lại vừa thơm vừa ngon thì rất là tốt. Nhưng mà chúng ta ăn nhiều thì chúng ta thấy rằng nó không đa dạng thực phẩm. Tức là như chúng ta ví dụ ăn nấm thì chúng ta ăn ví dụ tuần độ 3 lần thôi. Và chúng ta thấy rằng nấm lúc này là nó có thể thay rau. Ví dụ như là ăn mỗi bữa chúng ta có thể ăn từ 150 đến 200 gram. Thì khi chế biến như vậy thì chúng ta thấy rằng cái bữa ăn nó cũng thêm một cái nguồn protein rồi chất xơ và vi chất rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta ăn nhiều quá thì chúng ta lại giảm ăn các cái thực phẩm khác, nhất là ví dụ những cái rau có màu xanh thẫm hay củ quả màu vàng thì nó lại bổ sung thêm các cái chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể nữa. Vâng ạ, chúng ta vẫn được khuyên là ăn chín uống sôi, thực phẩm nào cũng vậy. Tuy nhiên có nhiều người thì có cho rằng là nếu mà chúng ta chế biến quá kỹ có thể là mất những cái hàm lượng dinh dưỡng của nấm, từ đó mà họ thường là nhúng qua, trần qua và sau đó ăn vừa giữ được độ tươi ngon và theo họ thì là vẫn giữ được đảm bảo chất dinh dưỡng. Thì không biết là quan điểm này có đúng hay không? Thực ra quan điểm đấy không đúng, bởi vì chúng ta thấy rằng nấm trồng môi trường tự nhiên nó cũng dễ bị nấm mốc hay vi khuẩn nó bám vào, nó phát triển. Và những cái môi trường của nấm nó cũng rất là dễ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và nấm mốc phát triển. Thế thì chúng ta khi mà ăn trần thì thực ra là những cái vi khuẩn đấy nó chưa được tiêu diệt. Chẳng may nếu nó có cái vi khuẩn thì chúng ta thấy rằng nó có thể gây ngộ độc thực phẩm. Cho nên ăn nấm thì tôi khuyên là các bạn cũng phải nấu chín, chứ đừng có mà ăn trần. Như là rau sống hay chúng ta ăn trần thì được, chứ còn nấm thì tôi vẫn sợ rằng thứ nhất là nó chúng ta trần qua nó vẫn còn dai, thứ hai là các cái vi khuẩn nó vẫn còn bám ở đấy. Vâng ạ, cũng có thông tin là một số loại nấm còn chứa chất là giúp chúng ta có thể phòng chống được ung thư. Thì theo bác sĩ Nguyễn Thị Lâm là có thể phân tích tới quý vị khán giả là không biết là trong một số loại nấm đó thì không biết là có chất gì mà có thể có tác dụng thần kỳ đến như vậy, và với những cái đối tượng mà đang mắc bệnh, những đối tượng bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư thì chúng ta nên sử dụng nấm như thế nào? Thực ra trong nấm thì nó cũng có các cái giàu các chất chống oxy hóa, ví dụ như là glutathione chẳng hạn. Thế thì chính cái chất chống oxy hóa này nó giúp cho tế bào của chúng ta nó trẻ, và khi mà tế bào trẻ thì chúng ta cũng giảm nguy cơ đột biến tế bào và giảm nguy cơ bị ung thư. Thế còn khi bị ung thư rồi, thực ra thì chế độ ăn cũng là chế độ ăn phải giàu protein. Bởi vì khi nếu mà chúng ta không đảm bảo cái protein thì cái chất đạm trong máu nó giảm, thì các cái liệu pháp điều trị nó không có thể tiến hành được, không hiệu quả.
Thế thì với người bị bệnh ung thư rồi, hoàn toàn chúng ta có thể ăn nấm như là một cái món ăn mà bổ dưỡng, và trong đó bổ sung protein, axit amin, rồi các cái vi chất dinh dưỡng như nhóm B, hay là giàu chất chống oxy hóa cũng như là giàu chất xơ. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng với cái người điều trị hóa trị thì sau điều trị thường là hay gặp cái tình trạng là tàu bón, thì chính cái chất xơ trong nấm nó cũng giúp là giảm cái tình trạng tàu bón, cũng là tốt cho người bệnh ung thư ạ. Vâng, một câu hỏi rất nhiều người quan tâm đó là như từ đầu chương trình chúng ta chia sẻ rất nhiều những cái lợi ích của nấm mang lại cho sức khỏe con người rồi. Tuy nhiên là có phải là đối tượng nào cũng có thể là sử dụng nấm được hay không, và không biết là đối tượng nào mà chúng ta kiêng hoặc là hạn chế việc sử dụng nấm hàng ngày, thưa bác sĩ? Trước hết là chúng ta thấy rằng nấm thì cũng giàu kali, thì với những người mà chúng ta thấy rằng có cái tình trạng suy thận mà kali máu cao, tức là suy thận ở giai đoạn cuối, thì thường khi chúng ta làm điện giải thì cái kali trong máu nó lên cao. Thì trong trường hợp đấy, nếu mà bệnh nhân ăn nhiều nấm thì nó có thể dẫn đến thừa kali, nó rất là nguy hiểm. Thì khi mà ăn thì chúng ta phải theo cái thực đơn tư vấn của bác sĩ điều trị, tức là một ngày anh ăn được bao nhiêu gam rau hay là bao nhiêu gam quả chín, trong rau thì là bao gồm cả nấm, để mà chúng ta khống chế cái lượng kali nó không vượt ngưỡng. Hay những người suy tim mà chúng ta thấy rằng cái kali nó tăng vọt như vậy, nó cũng rất là nguy hiểm. Thì không kể là chúng ta thấy rằng những người mà dị ứng với nấm đó, hoặc là cái nấm mà không rõ nguồn gốc thì chúng ta không nên ăn. Vâng ạ, thì vừa rồi bác sĩ cũng đã chia sẻ một số những cái đối tượng là chúng ta không nên sử dụng nấm, ví dụ như người suy tim hoặc là những người mà mẫn cảm với những cái thành phần ở trong nấm, đúng không ạ? Thì với những người làm thế nào để chúng ta phát hiện ra cảm thấy là chúng ta đang bị dư thừa những cái chất mà có ở trong nấm và có biểu hiện ra bên ngoài hay không để chúng ta nhận biết được, thưa bác sĩ? Thực ra thì trong nấm nó cũng giàu protein, và khi chế biến thì chính cái vị thơm ngon ở trong nấm ấy, nó là cái nhân purin, và vào trong cơ thể nó chuyển thành axit uric ấy. Thế thì ngay cả những cái người bị axit uric máu cao thì chúng ta cũng khi ăn nấm chúng ta cũng rất là phải cẩn thận, nó cũng phải kiểm soát cái lượng ăn vào và cũng hạn chế ăn. Ví dụ chúng ta ăn khoảng độ 50 gram hay dưới 100 gram giống như là các loại rau củ khác thì được, nhưng còn ví dụ như đã bị axit uric máu cao mà chúng ta lại ăn giống như là lẩu nấm, chúng ta thì chỉ ăn nấm không, và cái nước cũng như là nấm nó rất là nhiều cái nhân purin, nhiều protein á, thì chúng ta sau một cái hôm ăn như vậy thì nó dễ tăng axit uric trong máu. Và khi mà tăng thì chúng ta thấy rằng với những người bị mãn tính thì nó có thể dẫn đến đau các cái khớp ở ngón chân, bàn chân rồi bàn tay. Thì trong trường hợp mà những bạn mà xét nghiệm máu có cái tình trạng axit uric máu cao thì chúng ta cũng hạn chế ăn nấm, giống như là chúng ta hạn chế ăn thịt hay ăn hải sản thôi. Tức là mỗi bữa chỉ ăn khoảng 5-60 gram, thứ nọ thì thôi thứ kia. Nếu chúng ta ăn nhiều thì nó lại tăng axit uric và nó dẫn đến bệnh gút ạ. Vâng, một câu chuyện rất là thú vị mà chúng ta cũng đã thấy ở trong thời gian gần đây, đó là một người bị mất tích và sau đó có sống khoảng 10 ngày ở trong rừng bằng những loại rau rừng và đặc biệt là những cái loại nấm mà chúng ta nhặt được ở trong rừng, và nhờ có những loại nấm đó mà anh này có thể vượt qua được cái giai đoạn rất là khó khăn. Thì bác sĩ có thể phân tích một chút là ví dụ như là quý vị khán giả nào mà vô tình thôi chúng ta gặp phải những cái tình huống nó hơi éo le như vậy thì chúng ta có thể là tìm những cái loại nấm với cái màu sắc như thế nào để chúng ta không bị nhầm lẫn với loại nấm độc và có thể là vượt qua những cái giai đoạn như vậy? Tôi nghĩ là với những người mà hay đi du lịch ở những vùng xa xôi hẻo lánh, hay là những bạn sống ở vùng rừng núi, thì các bạn nó cũng có kinh nghiệm là chọn cái nấm nào để ăn được. Thế thường những cái nấm ăn được thì nó cũng là thân thuộc mà mình đã biết rồi, và thường nó là màu trắng, mà chúng ta tránh chọn những cái nấm mà nó có màu bắt mắt như là màu vàng, màu đỏ, màu da cam chẳng hạn. Thì thường những cái nấm đấy người ta tổng kết là nấm có độc. Và khi chế biến thì chúng ta đương nhiên chúng ta cũng phải làm chín, thì ví dụ trong rừng thì chúng ta có thể là nướng, nếu mà chúng ta có lửa thì nướng thì ăn được. Thì nấm nó cũng có là năng lượng, ví dụ 100 gram nấm thì nó cũng cho khoảng 90 kilocalo, rồi nó cũng ít nhất là cho khoảng 2,5 đến 3 gram protein, rồi chất xơ và các vi chất khác. Thế trong trường hợp mà rơi vào tình trạng không có gì ăn thì chọn được cái nấm tốt thì tôi nghĩ rằng nó cũng giúp duy trì được cái năng lượng và các chất dinh dưỡng ở cái mức tối thiểu để mà đảm bảo sức khỏe. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Thị Lâm.
Thưa quý vị, những tư vấn vừa rồi của bác sĩ Lâm cũng đã khép lại chương trình Dinh dưỡng vì sức khỏe Việt ngày hôm nay. Và hy vọng rằng sau 30 phút của chương trình, quý vị khán giả đã có thêm nhiều thông tin bổ ích về công dụng cũng như là cách sử dụng nấm ăn sao cho có lợi cho sức khỏe. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.